súc sinh thao thiết kia vậy mà lén lút vào Diệu Hảo Điện? Sao thủ vệ của thiên giới lại không phát hiện? Một khi phong ấn của thao thiết bị mở ra, ngay cả thiên đế cũng rất khó nắm phần thắng. Cho dù đường hoàng đến đây, kết giới của thiên giới cũng không chống lại được, cần gì phải lén lút chứ? Lần này tệ rồi. Không có thiên đế bệ hạ, cũng chỉ có thể để các thần quan tạm thời làm kết giới phòng hộ, không biết có thể phòng được bao lâu. Lần trước may mà thiên đế đã trọng thu điện hạ khôi phục linh thức mới khiến thao thiết thất bại. Lần này thao thiết hoàn toàn khôi phục pháp lực rồi. Thiên đế bị thương rất nặng, còn là ma tôn để giải cứu, bây giờ vẫn đang ở trong điện trị thương cho thiên đế. Thiên đế bệ hạ thế nào rồi? Vẫn đang hôn mê. Chứ còn cách này sao? Phải. Bệ hạ bị thao thiết làm thương đến căn cơ, pháp lực toàn thân lại đều bảo vệ. Bây giờ linh thức đã vô cùng suy yếu, nếu còn tiếp tục như vậy, ta hiểu rồi, vậy thì làm như ngươi nói. Tôn thượng, pháp lực của bệ hạ bây giờ giống như một lớp vỏ cứng rắn bao bọc lấy nó bên trong. Với pháp lực của lão khu thì không thể xâm nhập vào người bệ hạ được. Chỉ có sức mạnh ngang với bệ hạ mới có thể đánh vỡ vỏ bảo vệ. Ngươi có ý gì? Ngươi còn muốn bổn tọa đích thân ra tay? Tôn thượng, đây là cách duy nhất hiện giờ có thể cứu bệ hạ. Còn kéo dài nữa, cái thai sẽ dần dần hấp thụ pháp lực, bệ hạ sẽ càng suy yếu hơn. Hôn mê lâu dài, thế tử tuổi còn nhỏ, thiên giới không thể không có bệ hạ. Bổn tọa hiểu rồi, ngươi lui xuống đi. Phụ đế sẽ không sao chứ? Tôn thượng sẽ không thể để hắn xảy ra chuyện. Nhưng mà Cố Nhi, ngươi tỉnh lại được không? Ta biết ngươi muốn ta làm thế nào. Ta không thể đặt bất cứ chuyện gì lên trên tính mạng của ngươi. Nếu hận, ngươi cứ hận ta đi. Ngươi phải sống mà hận ta.
con của chúng ta. Xin lỗi, không thể để con đến thế giới này rồi. Con muốn trách thì trách ta đi. Phụ đế, con liều mạng cũng muốn bảo vệ tốt cho con. Cố Nhi xin lỗi. Tu quyền ở đâu? Ta phải giết hắn. Cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.